Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm qua nghe Dương Đại Hải nói về vấn đề chương trình và cái hệ thống đài sắp sửa phát triển sang vùng Bắc Cali. Khán giả hỏi chuyện đó ra sao mà dạ vâng, chúng tôi cũng đã được ban giám đốc đài cho biết là đang sửa soạn và thời gian không còn lâu nữa và chúng tôi sẽ loan báo cho quý vị. Rồi quý vị đón coi. Vậy là chúng ta sẽ có ở Nam Cali, ở Bắc Cali, ở Canada và trên các 17 hệ thống trên cả toàn thế giới. Xin thông báo đến quý vị để chia sẻ cái mừng của anh em chúng tôi cũng như là để phục vụ với quý vị đắc lực hơn. Kính thưa quý vị, tiếp tục câu chuyện về ông Donald Trump thì chúng ta thấy ông ta đau khổ lắm. Đảng Dân Chủ này chưa bao giờ có một cái đảng chính trị mà nó trẻ con cho Đảng Dân Chủ. Quý vị, ngược dòng lịch sử, thì năm 2016, ông ta đã đau khổ phải chiến đấu với 16 người đối diện, đối thủ của Đảng Cộng Hòa. Chắc quý vị còn nhớ, mà toàn những cái anh chàng gạo cội cả, từ thống đốc cho đến nghị sĩ. Mà người nào đa số cũng là những tay luật giỏi, như là ông thống đốc tiểu bang New Jersey Chris Christie, thống đốc tiểu bang Texas trước kia là ông Rick Perry, thống đốc tiểu bang Arkansas là ông Huckabee. Quý vị thấy không? Thống đốc tiểu bang đương kim của Ohio là John Kasich. Toàn những cái tay đầu sừng đầu sỏ mà rất nổi tiếng. John Kasich cũng được lòng dân chúng Ohio. Rồi các thượng nghị sĩ như là Marco Rubio. Thêm nữa, ông cựu thống đốc Jeb Bush, tiểu bang Florida. Chúng ta có 5 ông cựu thống đốc và đương kim thống đốc. Chris Christie và John Kasich là hai người đương kim thống đốc. Huckabee, Rick Perry và Jeb Bush là cựu thống đốc. Thượng nghị sĩ như Marco Rubio, như là Ted Cruz. Quý vị thấy không? Toàn những người tài. Vậy mà Donald Trump đã hạ hết cả 16 người đó. Xong rồi qua đến Dân Chủ là Hillary. Hillary là một mụ già, phải nói là mụ cáo già, thủ đoạn, lươn lẹo, láo cá, đi nói dối cha, về nhà nói dối chú. Đó là Hillary. Bất cứ công việc gì bà ta làm xong bà ta chối. Không bao giờ nhận tội. Ngoan cố, thủ đoạn. Bởi vậy cho nên là sau khi kết quả tổng thống xong, bà ta vẫn không chịu thua. Và đến giờ này bà ta vẫn chưa nhận bà ta thua. Bà ta nói rằng thua là vì vấn đề Donald Trump này thủ đoạn, biết lợi dụng người bỏ phiếu của Hoa Kỳ. Rồi sau đó, 2017, 2018, Đảng Dân Chủ nói chung và bà Hillary nói riêng vẫn cố ý undo the victory, tức là muốn lật ngược thế cờ, muốn chốt phe Donald Trump, nói rằng là gian lận. Cho nên quý vị còn nhớ sau khi kết quả vẫn có những cái vụ đòi đếm phiếu lại 3-4 tháng sau, lợi dụng một người ứng cử viên của Đảng Xanh yêu cầu đếm phiếu. Kết quả sao? Kết quả Donald Trump vẫn thắng. Cho nên cái trò hề im luôn và từ đó mất tiếng. Rồi đến năm 2017 tiếp tục cái gì? Bắt đầu xoay qua những cái scandal. Tức là những cái vấn đề trở ngại, vấn đề rắc rối của ông Donald Trump. Từ vấn đề gái hàng chục năm trước bỏ tiền ra Đảng Dân Chủ mua một cô bé đóng phim con heo. Stormy Daniels đã từng được Tổng thống Donald Trump qua luật sư Michael Cohen trả $130,000 để bịt miệng vào năm 2015. Sau đó ông tuyên bố ra tranh cử tổng thống, nhưng kết quả rồi cũng không biết đâu, là vì câu chuyện đó là một câu chuyện hoang đường, vì nó xảy ra trước khi tranh cử tổng thống, không có ý gì, nghĩa lý gì đối với vấn đề kết quả bầu tổng thống. Rồi ngoài ra, cái vụ đó chìm xong
thì Dân Chủ lại đưa lên một vụ khác, đó là thông đồng với Nga, thông đồng với Putin, làm bù nhìn, dùng cái chữ gì? Asian, Russian Asian, là một tay bù nhìn, là một tay làm việc gián điệp cho Putin. Bởi vậy cho nên mất 2 năm, 22 tháng, mất gần 2 năm trời, Đảng Dân Chủ truy tố, thông đồng với James Comey, bổ nhiệm Robert Mueller qua anh chàng Rod Rosenstein. Mà Rod Rosenstein lại là người Cộng Hòa, quý vị thấy không? Mà tụi Dân Chủ nói chung, nó đút tiền để nó mua chuộc để Rosenstein đề cử tụi Đảng Dân Chủ. Từ Robert Mueller đến 14 người phụ tá đều là Dân Chủ, không có một tên Cộng Hòa. Thế thì với cái âm mưu đó, Donald Trump chỉ có chết. Nhưng mà ở đời, sự thực vẫn là sự thực. Donald Trump nói đó là một cuộc săn lùng phù thủy. Kết quả mất 22 tháng trời, tốn 36 triệu đô la của dân chúng. Chưa bao giờ Đảng Dân Chủ phá hoại nước Mỹ như là hiện nay và từ năm 2016. Thì dẫn đến nếu chúng ta mở một đơn nói sai đề cho vui. Quý vị biết bây giờ Đảng Dân Chủ ở bên Quốc hội có bao nhiêu người? 238 người. Mà mỗi một người dân biểu như vậy, một lương của họ một năm là bao nhiêu? 175.000 đô la. Chưa kể tiền phụ cấp, mở văn phòng, phụ cấp trả cho nhân viên. Họ lên đến mà khoảng 400.000 một năm. Tàu bay, tàu bò, đi về, thơ từ gọi không tốn tiền tem. 400.000 đô la mà nhân cho 238 người, quý vị thấy không, tốn bao nhiêu tiền? Ăn hại, không bao giờ lo việc nước. Quý vị cứ tính từ hôm mùng 3 tháng Giêng đến bây giờ là 8 tháng. Nhân cho 238 người, nhân cho 400.000 đô la. Mình cứ coi nó chòm chèm đi, một người như vậy là nửa triệu một năm. Có phải là một năm như vậy 238 người là tốn lên đến 119 triệu đô la không? Ăn để quấy phá Tổng thống Donald Trump. Rồi đến năm 2019, hết chưa? Chưa. Robert Mueller tan thành. Bây giờ lại lôi ra cái chuyện gì? Cú điện thoại. Chưa bao giờ có một ông Tổng thống bị truất phế đàn hạch chỉ vì có một cú điện thoại. Cho nên mình càng nghĩ càng thương Donald Trump. Một người làm việc đang tỷ phú sung sướng. Năm 2016 quý vị còn đấy, hồ sơ thuế của ông ta khai, ông ta kiếm được 896 triệu đô la trong một năm. Bởi vậy cho nên khi ký giả mà hỏi ông ta thì ông bảo, nếu tôi là một người mê tiền tôi không làm tổng thống Mỹ đâu. Tôi làm gần 3 năm tổng thống tôi mất vào khoảng gần 5 tỷ đô la. Vì ông ta nghĩ rằng năm 2016 ông ta kiếm gần 1 tỷ, thì về 2017, 2018, 2019 ông ta phải kiếm thêm 3-4 tỷ, đúng là 5 tỷ thôi. Cho nên đối với Donald Trump, nói về vấn đề tiền bạc vô nghĩa. Mà ông ta vẫn tiếp tục, bây giờ Quốc hội đòi đàn hạch và truất phế vì cú điện thoại của ông ta với ông Tổng thống Ukraine. Thì đến đây chúng ta thấy làm sao? Ông ta sẽ là một người an toàn trên xa lộ. Theo lời ông Hannity, ông ta nói rằng là chính ra cái chuyện mà của Đảng Dân Chủ mà tố cáo ông này để muốn lật đổ là làm cho ông Tổng thống Donald Trump càng ngày càng thành công và càng ngày càng trở thành người hùng của nước Mỹ. Và chuyện tố cáo ông Donald Trump nó sẽ đưa đến sự chiến thắng của Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa vào năm 2020 tới đây. Hiện nay, trên toàn nước Mỹ dân chúng, càng ngày họ càng thấy rằng Đảng Dân Chủ làm chuyện rối bu,
là vì chưa bao giờ có một ông tổng thống nào mà lại vì có một cú điện thoại mà mất chức. Nghe buồn cười có phải không? Rồi ông còn nói thêm câu: Tổng thống Donald Trump, hãy vui lên đi. Be happy. Đó. Vì Tổng thống sẽ tái trúng cử và dân Mỹ vẫn mang ơn ông về vấn đề kinh tế và việc làm. Đó. Rồi. Nếu mà nói về vấn đề tội lỗi thì ông Tổng thống Donald Trump này chả có tội gì hết. Cái người mà mạnh nhất nặng là ông Bill Clinton. Ông ta đem gái vào tòa bạch ốc, ông ta làm bậy. Rồi ông ta hiếp cái bà Paula Jones, rồi ông ta vẫn từ chối là không có. Nhưng mà quý vị nhớ cái vụ Paula Jones đó, Hillary phải trả 800 ngàn cho chồng. Ra tòa thua. Rồi đem vào cái vụ Monica Lewinsky, cuối cùng ra tòa cũng nó khóc, không có. Tôi không bao giờ có chuyện dính líu. Đến lúc mà ta đưa cái áo ra có bằng chứng là vẫn còn dính cái dấu ấn của vấn đề ăn chơi của hai người. Lúc giờ anh ta lên này, anh ta khóc, anh ta xin lỗi. Rồi bị hạ viện chốt phế. Nhưng mà lên đến thượng viện thì không. Quý vị biết sao? Hạ viện lúc bây giờ đảng Cộng Hòa, mà lên đến thượng viện đảng Dân Chủ. Lên đến thượng viện Dân Chủ, thượng viện nó bảo nô, quên cái chuyện đó đi. Đàn ông ai mà không ăn chơi, cần rất làm được việc hòa. Bởi vì Donald Trump rất may mắn và được thượng viện. Nữa là bây giờ Donald Trump không có tội lỗi gì cả. Cú điện thoại nói rằng là làm tay sai cho ngoại quan bang, cuối cùng không có. Nói rằng là ông áp lực đối với ngoại bang để mà điều tra Joe Biden, cũng không có. Nhưng mà cái tội Joe Biden lợi dụng cái chức vụ phó tổng thống, đưa thằng con qua làm giám đốc về khí đốt ở bên Ukraine, rút tỉa trong cái ngân sách 1 tỷ đô la thì có. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm dừng vài phút để gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị.